Chào mừng các em đến kênh Thầy Liêm. Trong bài giảng hôm nay, thầy sẽ dẫn các em làm bài tập trong buổi bài tập toán lớp 5 sẽ kết nối tri thức của cuộc sống. Trong lúc xem bài giảng, Thầy Liêm các em khá dễ hiểu. Các em sẽ bấm khích và chia sẻ video cho bạn bè cùng xem. Giờ hôm nay mình sẽ làm bài tập của bài 25 hình tam giác diện tích hình tam giác tiết số 4, trang 88-89 nha. Trước hết mình sẽ làm câu số 1, câu A hoàn thành bảng sao khi mẫu. Mình sẽ quan sát mẫu. Ở đây mình sẽ có một cái bảng gồm có ba dòng. Dòng thứ nhất là độ dài đáy hình tam giác, dòng thứ hai là chiều cao hình tam giác và dòng thứ ba là diện tích hình tam giác. Các em muốn nhớ là công thức tính diện tích hình tam giác, mình sẽ lấy độ dài đáy nhân chiều cao chia cho hai là cho kết quả thôi. Như vậy là 9 nhân 6 là 54, chia 2 là 27 thôi. Đúng không? Như vậy sẽ tính nhắc chỗ này. Tương tự mình sẽ tính diện tích hình tam giác ở cột tiếp theo. Độ dài đáy nhân chiều cao chia 2, 4 nhân 9 chia 2. Sẽ bằng như là 4 nhân 9 là 36, đúng không? Chia 2 viết lại. 36 chia 2 các em chia nhầm nhé. 3 chia 2 được 1, 1 nhân 2 là 2, 3 trừ 2 cộng 1. Hạ số 6 xuống được 16, 16 chia 2 được 8. Như kết quả ở đây sẽ là 18. Ở đây decimet thì diện tích sẽ là decimet vuông. Giờ tiếp theo mình sẽ tính diện tích hình tam giác ở cột tiếp theo. Độ dài đáy là 3 m, chiều cao là 6 m, mình lấy 3 nhân 6 chia 2. 3 nhân 6 18, chia 2 viết lại. 18 chia 2 bằng 9. Như ở đây là 9. Ở đây mét mét thì diện tích sẽ là mét vuông. Mét nhân mét sẽ là mét vuông. Giờ tiếp theo là cột tiếp theo thì độ dài đáy là 15, chiều cao hình tam giác là 8, mình lấy 15 nhân 8 chia 2. Đúng không? Mình sẽ tính nhẩm luôn nhưng mà sẽ tính ra ngoặc vô. 8 nhân 5 là 40, biết không nhớ 4. 8 nhân 1 là 8, thêm 4 là 12. Có nghĩa là 120, chia 2 viết lại. Mình lấy 12 chia 2 được 6, 0 chia 2 được 0, kết quả là 60. Giờ cm nhân cm là cm vuông. Giờ như là mình xong câu A, mình sẽ làm tiếp câu B. Câu B người ta kêu mình phân vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Phân vào chữ đặt trước câu trả lời đúng, diện tích hình tam giác có độ dài đáy là 30, chiều cao là 2. Chưa hết mình thấy ở đây đơn vị là cm, ở đây là dm. Chưa hết các em phải đổi về đi cùng đơn vị trước, đúng không? Như vậy thầy sẽ tính nhắc cái này. Chưa hết mình phải đổi đơn vị trước nhé. Giờ bây giờ mình sẽ đổi cái này về dm luôn đi. Cm đổi qua dm thì các em chia cho 10, như vậy là 3 dm. Giờ bây giờ các em đi tính diện tích thì các em lấy độ dài đáy nhân chiều cao chia 2. 3 nhân 2 giờ chia cho 2. 3 nhân 2 là 6 chia 2, 6 chia 2 thì bằng 3. Như kết quả là 3 dm vuông, đúng không? Như là 3 dm vuông chính là đáp án C. Như vậy là câu B các em sẽ phân chọn vào đáp án C nha. Như vậy là mình xong câu số 1 nha. Câu số 1 các em hiểu bài. Các em xong hết video thì các em hiểu bài nha. Tiếp theo mình sẽ làm câu số 2. Câu số 2 vẽ đường cao ứng với cạnh đáy. Người ta kêu mình vẽ đường cao ứng với đáy MN của mỗi hình sao. Mình quan sát hình đầu tiên là PMN. Như vậy đáy là MN thì từ điểm P và kem vẽ một đường vuông góc tới MN là được. Đúng không? Như là MN nằm ngang thì kem vẽ một đường thẳng đứng là được nha. Từ điểm P kem vẽ một đường thẳng đứng xuống vuông góc với MN tại một điểm. Điểm này các em đặt tên gì? Ví dụ đặt tên là H cũng được. Đúng này. Như mình có là VH chính là đường cao nhé.
Giờ tiếp theo, hình tiếp theo thì mình sẽ vẽ đường cao ứng với đáy em. Thì từ điểm E các em vẽ một đường vuông góc, thì mình thấy nếu mà vuông góc thì nó sẽ là vuông góc của cái phần kéo dài của em. Như vậy trước hết các em kéo dài đoạn em trước nha. Kéo dài đoạn em trước. Đúng này. Giờ sau đó từ điểm B các em hạ đường vuông góc. Ở đây em nằm ngang thì từ đây các em vẽ một đường thẳng đứng là được. Đúng này. Giờ các em rút gắn phần phần này là mình sẽ lấy đến cái phần điểm này các em đặt điểm H nha. Như vậy mình sẽ có IH vuông góc của em tại H đúng này. Giờ tiếp theo mình quan sát hình tam giác MNK thì mình thấy là sẽ đây là góc vuông. Như vậy có nghĩa là KM chính là đường cao đúng này. Vì đây là góc vuông nên KM chính là đường cao. Giờ như là mình xong câu số 2, câu số 2 kem hiệu bài. Kem xong hết video thì kem hiệu bài. Tiếp theo mình sẽ đến câu số 3, viết tiếp và chỗ chấm cho khách họ. Roboto mời một tờ giấy hình vuông cạnh là 20 cm như hình số 1, giờ cắt theo kế hoạch chia. Từ cái mảnh giấy khô được, robot ghép hình hình con chim như hình số 2. Điểm M là trung điểm của AB, N là trung điểm của BC. Mình quan sát hình bên đây. Mình có hình vuông MNPQ, có hình vuông ABCD. Độ dài cạnh sẽ là 20, có nghĩa AB bằng 20 và BC cũng bằng 20. MN là trung điểm, M là trung điểm AB, có nghĩa là MP bằng phân nửa của AB. AB là 20, mình lấy 20 chia 2 sẽ là 10. Đúng không? Giờ mình trả lời câu hỏi phía dưới này, đôi con chim chính là hình tam giác MNP đúng không? Hoặc là kem để MPN cũng được. PMN đúng không? Cái nào trước cũng được nha. Thường mình sẽ ra theo thứ tự alphabet thôi. Như là đôi con chim sẽ là hình tam giác PMN. Bây giờ mình tính độ dài đoạn MN. Như M là trung điểm AB thì kem lấy AB chia 2. AB chính là cạnh của hình vuông. Độ dài cạnh chia 2, 20 chia 2 được 10. Chỗ này chính là 10 cm. Đúng rồi. Tiếp theo độ dài đoạn PN. Mình thấy là BC cũng là cạnh. N là trung điểm của BC, có nghĩa là các em cũng lấy cạnh chia 2. 20 chia 2 được 10, như là BN cũng là 10 cm. Bây giờ mình tính diện tích đôi con chim, có nghĩa mình sẽ tính diện tích của tam giác MBN, đây là tam giác vuông tại P. Thì các em lấy hai cái cạnh này nhân nhau và chia 2 không? Đúng không? Hai cạnh này vuông góc với nhau trong tam giác vuông, các em lấy như vậy, cái này cái hiểu một cái là đáy, một cái sẽ là đường cao không? 10 nhân 10 chia 2 nhé. Mình sẽ tính nhân như này. Mười nhân 10 là 100, chia 2 viết lại 100 chia 2 sẽ bằng 50 đúng này. Như kết quả ở đây sẽ là 50 cm vuông. Giờ như là mình xong câu số 3 nhé. Câu số 3 kem hiệu bài. Kem sao bấm hết video hãy biết kem hiệu bài. Giờ tiếp theo mình sẽ đến câu số 4, viết số hết hợp và chữ chấm. Cho hình vẽ gồm một hình vuông và bốn hình tam giác như hình như nhau. Như ở đây người ta cho hình vẽ gồm có một hình vuông và bốn hình tam giác như nhau. Như hình dưới đây mình sẽ quan sát hình dưới đây. Như vậy là mỗi cái ô vuông nhỏ này độ dài cạnh sẽ là 1 cm nhé.
Ở đây mình có bốn hình tam giác và một cái hình vuông, đúng không? Giờ bây giờ mình sẽ đi tính diện tích của mỗi hình tam giác trước. Giờ như vậy ở đây mình xem từ đây tới đây chính là độ dài đáy, từ đây xuống đây chính là chiều cao. Mỗi các độ dài mỗi cạnh là 1 cm, như vậy từ đây qua đây có nghĩa là độ dài đáy là 4 cm và chiều cao là 3. Mình lấy 4 nhân 3 chia 2, đúng này. Thầy sẽ tính nhanh cho này. Như vậy diện tích mỗi hình tam giác các em lấy 4 nhân 3 chia 2. 4 nhân 3 là 12, chia 2 viết lại. 12 chia 2 bằng 6, như kết quả là 6 cm vuông. Đúng này. Giờ bây giờ mình sẽ tính diện tích của hình vuông. Mình sẽ quan sát hình vuông này, độ dài mỗi cạnh là 4. 4 ô có nghĩa là tương ứng với 4 cm. Thì diện tích hình vuông các em lấy cạnh nhân cạnh có nghĩa là 4 nhân 4. 4 nhân 4 là 16, kết quả là 16 cm vuông. Đúng này. Tiếp theo mình đi tính diện tích của hình trên. Mình thấy là hình trên có 4 hình tam giác và một hình vuông, đúng không? Như vậy một hình vuông sẽ là 16 cộng cho 4 hình tam giác, mỗi hình tam giác là 6, mình lấy 6 nhân 4. Đúng này. 16 dấu cộng viết lại, 6 nhân 4 là 24. 16 cộng 24 kem tính nhập, 6 cộng 4 là 10, 0 nhân 1. 1 cộng 2 là 3, khi 1 nhớ là 4, 40. Kết quả là 40 cm vuông. Đúng này. Giờ như là mình xong câu số 4 nha. Câu số 4 kem theo bài. Kem sau ống khích video hãy biết kem theo bài. Dạ, như là mình xong bài giảng hôm nay, các em thấy giảng giờ hiệu bấm khích chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em này chưa đăng ký kênh Hà Liêm, các em sẽ bấm nút đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất Hà Liêm. Hãy chúc các em học tập, tạm biệt các em nhé.